Xin chào cả nhà đã đến với 50 cơ trọng sen. Trước mặt cả nhà đây là một mẹ máy cưa Shintawa 305 hàng tiễn nha cả nhà. Thì con này em sẽ nói luôn cả nhà, đây là một con máy zin hoàn toàn 100%, chưa xúc rửa bên trên con, chưa làm cái gì hết, chưa rửa. Máy rất là đẹp. Thì con này là hàng tiễn bên em nha cả nhà, chứ không phải là hàng bãi lấy lô đâu nha. Hàng này hàng tiễn lấy từ con ra, chứ không phải là hàng lấy lô, cả nhà lưu ý. Đó, máy móc zin. Đây là cây lam Shintawa. Đó, thì cây lam này nó dài 4 tấc nha cả nhà. Thì đó, thì cả nhà thấy chữ Shintawa. Đó, 1.4B76 nè. Đó, thì đây là cây lam zin Shintawa. Đúng đời Shintawa 305 nha cả nhà. Máy thì cả nhà thấy xem qua tình trạng thì cái lưỡi nè. Lưỡi còn rất là dày. Thì để tìm kiếm được những con máy này thì cả nhà cũng biết rồi đó. Cái giá trị nó nằm ở cái khoảng là máy đẹp và đẹp như thế nào nha cả nhà. Cả nhà thấy qua lam chữ Shintawa, chim gỗ kiến, đúng đời Shintawa 305. Đó. Thì con này là được xài nhiều ở vùng Vĩnh Long hoặc là mấy vùng miền Tây á cả nhà, Cần Thơ này kia miền Tây xài rất là nhiều. Thì tình trạng của máy này như sau, thì là đây là máy zin 100%, chưa vệ sinh, chưa rửa và còn sang nhật giật nổ. Thì con máy này em đó hôm qua là giật cho nó nổ rồi hả cả nhà, nên là để tới bữa nay chờ quay cho nhà luôn. Thì đây là cái lọc gió nè, đó lọc gió Bue nhìn rất là đã nha. Đó, thì nói chung máy móc zin thì hơi dơ chút xíu, cả nhà thông cảm nha. Đó, máy chưa vệ sinh chưa rửa, bình là bình Wumble, bình zin vàng khè. Tất nhiên là đã sưu tầm những con máy này được cái máy này thì được, nhưng mà giá cả nó cũng được theo tình trạng của cái máy nữa cả nhà. Đó, thì cũng tất nhiên rồi, câu nói muôn thở từ trước tới giờ, tiền nào của nấy hết cả nhà. Đó, thì bên em cũng nhập những con máy này vô với giá cũng khá là cao rồi ha cả nhà. Đó, cao hơn thị trường. Đó, thì ai muốn mua hàng thì cứ liên hệ em, số điện thoại trên màn hình con máy này ha. Thì cũng có nhiều hỏi em là con máy này mình pha xăng pha nhớt thì sao. Thì bên Nhật cái tỷ lệ pha của họ là 25 lít xăng cho 1 lít nhớt ha. Cả nhà có thể thấy trên nắp cũng có để luôn. Đó, 25-1 nè cả nhà. Thì thằng này đằng trước là xăng pha nhớt mình vô đây. Thì 25 lít xăng cho 1 lít nhớt thì nó cũng tầm đâu đó là 50cc cho 1 lít xăng ha cả nhà. 50cc nhớt cho 1 lít xăng, nhớt 2 thì, cả nhà nhớ pha như thế. Còn đằng sau này là xăng, nắp xăng, nắp nhớt chầm ra xích. Đó, thì tình trạng của máy rất là đẹp. Thì cái này thì cả nhà xài, ví dụ như để lâu như em hôm qua tới giờ thì cả nhà nên sập le. Đó, cái này là cái khóa giữ, nó cho mình giật nó nhảy chạy hơn ha, khi mà để lâu cho nó bơm xăng qua. Rồi bây giờ giữ như vậy thì giật máy nổ cho nhà nghe, nhà có thể nghe tiếng hơi này rất là chắc, nó nổ một tiếng thì cả nhà sập le xuống, cứ giữ nguyên như vậy và giật nổ. Nhà bớt một cái là nó nhảy ra này ra xuống, nó sẽ nhảy ra đi. Chưa vệ sinh nha cả nhà, nhà lưu ý giúp em. Những con máy này thì giá nó sẽ trên 3 triệu hết nha cả nhà, 3 triệu mấy hết nha. Đó, thì hàng bên em tuyển lựa thì cả nhà có thể xem qua, giá tiền rất là nhiều, đã. Đó, về đồ đạc những con này thì một là nó nhảy, nó bền ha, nó nhẹ. Thì con này nó nhẹ hơn 350 rất là nhiều nha cả nhà, nhẹ hơn rất là nhiều, nó gọn hơn 350.
đó, thì cả nhà phải nhìn tướng hình nó gọn hơn rất là nhiều. Đồ nó làm thì cũng vậy hơn. Thì thằng này nó đời trước thằng 350 nó nha cả nhà, 350 thì đời sau, thằng này rồi mới tới 350, rất là nhạy nha. Tắt cái này, bật xuống tắt, bật lên là chạy. Máy chưa vệ sinh, máy nhìn như vật hơi đen nha cả nhà, nhớ nhớ nè. Máy rất là thương. Tất nhiên như mọi khi, cả nhà muốn mua hàng thì cứ liên hệ số điện thoại trên màn hình nha. Vì con này thì giá nó sẽ tầm 3 triệu mấy nha cả nhà. Thì những con máy này để dành cho những khách hàng nào có nhu cầu cao về phần chất lượng, độ nhạy, bền, đặc biệt là máy zin chưa vệ sinh thì liên hệ em số điện thoại trên màn hình. Sau đó thì của em có Zalo nha. Cả nhà có thể vô kết bạn Zalo, có thể nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp. Đem Zalo mở. Đó, thì cái nhà có thể xem lần nữa. Thì bugi vẫn bugi zin. Thì cái máy này là về là nó như sau nha cả nhà. Về là xăng nhớt đồ còn nguyên zin hết đổ vô là em giật thử là chạy luôn. Đó, lồng đền nó rất là vàng. Đó, thì cả nhà theo xem. Đầy đủ hết nha. Máy này không biết cả nhà phái gì cho em phái mỗi cây lam. Cây lam rất là đẹp, xin ta qua chim gỗ kiến. Cây lam này hàng hiếm nha cả nhà. Rất là đẹp, con chim gỗ kiến còn y xì luôn. Đã. Rồi, không nói năng gì thêm. Con máy này quá tuyệt vời rồi. Cả nhà cần thì cứ liên hệ em số điện thoại trên màn hình đó. Rồi, ai chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh. Đó, giờ cho em một nút like. Thích clip này cho em nút like. Giờ ai chưa bật chuông báo để có những clip có những con máy chất lượng nhất nha. Và giá thành ok nhất. Máy này là nói không điêu cả nhà là qua tua là nổ. Nè, em giật hết dây cho nhà. Đó cái này nè. Nổ. Đồ đạn nó rất chuẩn bởi vì nó là một cái hệ phải gọi là hệ miền Tây luôn á nha. Dân xài nhà rất là dân xài nhà với xài giường, phá giường rất là thích. Rồi, ai cần thì liên hệ em số điện thoại trên màn hình nha. Rồi xin chào cả nhà, hẹn nhà lúc lần sau.